Hello, xin chào tất cả mọi người, mình là Warm Chicken đây. Chào mừng đến với kênh YouTube của mình. Và trước khi đi vào video, mọi người hãy nhớ like video này và đăng ký kênh để giúp mình nhanh chóng đạt được 10k sub nha. A few moments later. Đây là Vũ Công và vương quốc của chúng ta đã tồn tại được 6 ngày. Vũ Công nói: Pharaon, ngài Pharaon của thần, ngài cảm thấy ổn chứ? Tại sao lại là không ổn? Mình sẽ giả vờ xem. Pharaon, vâng, Pharaon ạ, ngài đã bất ngờ đổ gục xuống và mất ý thức khi chúng ta đang nói chuyện. Thiệt sao? Ta không nhớ gì hết. Ngồi xuống đi, ngài Pharaon, ngồi trên ngai vàng của ngài và nghỉ ngơi. Cai trị một quân quốc rộng lớn và hưng thịnh như của chúng ta có thể mệt mỏi. Mệt mỏi hay chăng? Cai trị, điều này có nghĩa là gì? Em xin lỗi, nhưng với sự cho phép của ngài, em phải chạy đi lo cho buổi tiệc tối nay. Ngài hãy nghỉ ngơi đi, Pharaon của em. Đợi chút đã, Vũ Công rời đi và biến mất bên ngoài cầu thang, rời khỏi căn phòng ngai vàng. Cô ta có vẻ như đang rất vội vã, có vẻ như là cô Vũ Công này đang có một bí mật nào đó muốn giấu ngài Pharaon. Đây là thợ rèn. Gần đây thì kim loại đồng được khai thác từ mỏ của chúng ta đã tăng gần gấp đôi. Chúng ta có thể đem cho các thương gia một phần để họ đem bán. Đúng thế, nó sẽ giúp mang lại tiền cho chúng ta. Không, đem chúng đi làm vũ khí. Hiện tại thì tiền của chúng ta nó đang nhiều hơn là mặt vũ khí, nên chúng ta sẽ làm vũ khí. Ôi thưa ngài Pharaon, cuộc sống của tầng lớp quý tộc của chúng ta đang trở nên rất khó khăn. Chúng ta không có đủ nô lệ. Quý tộc nói: Vậy thì sao? Ta không có thấy vấn đề gì cả. Cuộc sống của tầng lớp quý tộc khó khăn do không có đủ nô lệ, có nghĩa là không có đủ người phục vụ cho họ. Để xem họ nói như thế nào nha. Vậy thì sao? Chúng thần mong ngài bán cho chúng thần những tên nô lệ và những tên thương buôn không có khả năng trả thuế. Đó là một ý tưởng hay. Tư tưởng cũ, củ chuối. Đó là kiểu tư tưởng gì vậy? Tư tưởng củ chuối hả? Đó là một ý tưởng cũng khá hay. Nếu ta có quá nhiều nô lệ. Một số con bò đang sản xuất sữa bị chua. Thần nghĩ rằng đó là do một vài loại thuốc trừ sâu chuyên biệt mà chúng ta sử dụng trên các cánh đồng. Như thần không chắc về nó. Bác sĩ nói: Hãy làm vài cuộc điều tra về vấn đề này. Chúng ta không có thời gian cho việc này. Không, điều tra. Mặc dù tốn tiền nhưng mình phải điều tra. Để xây dựng ngôi đền mới, chúng ta có thể sử dụng vật liệu mới. Nó sẽ đắt hơn, nhưng thậm chí còn hùng vĩ hơn. Hùng vĩ, hùng vĩ, hùng vĩ hơn. Được. Không. Được. Ngân khố của chúng ta đang bị hao hụt rất là nhiều. Chinh phục các vùng lãnh thổ phía đông mang đến cho chúng ta những vùng đất mới sẽ rất tuyệt nếu chúng ta có một số thay vì để mọi thứ cho binh sĩ. Được, tại sao không? Mình đang có quân đội rất là mạnh. Rồi, quân đội đã bị tụt. Có rất nhiều xe đẩy được dùng để chở thực phẩm từ thành phố này đến thành phố khác đang trong tình trạng rất tệ. Chúng ta cần những cái mới. Những cái mới, thương gia nói. Cái mới, nhưng mà ngân sách của chúng ta hiện tại đang rất là yếu. Không, ta không cần. Việc tìm kiếm về thuốc trừ sâu đã cho ra kết quả. Sữa bò bây giờ đã ngon trở lại và chúng ta có thể gấp đôi sản lượng. Ok, rất là tốt. Tốt. Thần nghĩ rằng hôm nay ngài có thấy tóc của Vũ Công không? Kinh khủng thật. Thần không biết thần có nên nói với cô ấy không. Ta cũng nghĩ thế. Tốt hơn là không. Nó đây thưa ngài. Ồ, nó đây rồi. Vậy là chùm sao mọc lúc rạng đông đã đến. Và sớm hơn sông Nin sẽ không tiếc những dòng phù sa của chúng lên chúng ta. Chúng ta hãy ăn mừng. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Rất tuyệt vời. Nhưng điều này đã dẫn đến cho chúng ta bị hao hụt ngân khố. Những binh lính của thần chiến đấu mỗi ngày để bảo vệ các vùng đất của chúng ta. Họ xứng đáng có nhiều nguồn lực hơn so với phần còn lại của dân số. Đúng không thưa ngài? Cũng khá đúng. Đúng. Có nghĩa là mình chọn như vậy là mình đã chọn sai. Tại vì mình bị trừ điểm. Đôi khi có vẻ nhàm chán ở đây trong cung điện. Đặc biệt là khi Amos nghỉ một ngày. Hãy tổ chức một buổi dạ tiệc và mời cả thành phố. Tổ chức dạ tiệc thì ngân khố của chúng ta sẽ không còn nhiều. Không. Thưa ngài, một vài linh cẩu đã di chuyển đến gần những cánh đồng của chúng ta và tấn công gia súc. Hãy gửi vài binh lính đến để săn chúng. Thần cầu xin ngài. Được, 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 được. Ta sẽ gửi vài binh lính đến. Có nhiều thương nhân vẫn chưa trả các khoản thuế cho tháng này. Chúng ta nên làm gì đó. Chúng ta có thể làm gì đây? Hả người ghi chép Nehi. Cử binh lính xuống. Chúng ta nên cho họ một ít thời gian.
Cho họ một ít thời gian hả? Khá là từ bi á. Nhưng chúng ta sẽ dần trở nên ác độc hơn. Làm sao đây? Chúng ta cho họ một ít thời gian thì ngân khố của chúng ta vẫn còn. Ok, cho họ một ít thời gian. Ngôi đền lớn được xây dựng trong thành phố của chúng ta nên là biểu tượng của quyền lực và sự thịnh vượng. Hãy để nó được trang trí nhiều vàng và trang sức. Không. Cũng được. Nhưng mà ngân khố hóa tài. Ngài Paron kính mến, những tên cướp sa mạc đã tấn công một số đoàn lữ hành đi về phía Onrith. Họ đã đánh cắp rất nhiều và mọi người yêu cầu bồi thường. Cướp sa mạc. Cướp sa mạc. Đã tấn công một số đoàn lữ hành đi về phía trước. Họ đã đánh cắp rất nhiều và mọi người yêu cầu bồi thường. Tại sao? Tại sao họ đánh cắp mà ta lại yêu cầu bồi thường ta chứ? Không. Tôi sợ rằng một loại dầu đặc biệt được các linh mục sử dụng gây ra những kích thích cho da một số người trong số họ. Chúng ta nên cấm sử dụng nó. Dầu thực vật, đúng. Tại sao? Không phải là bác sĩ. Bác sĩ đã nói như vậy thường rồi thì chúng ta phải chấp nhận thôi. Được. Ngài là một người cai trị nhân từ. Paron của tôi có lẽ quá nhân từ. Thần có thể đề nghị ngài có những hình phạt hà khắc hơn cho những kẻ giết người và kẻ phản bội không? Được. Ai phản bội ta đều phải. Được. Thưa ngài, các thành phố phía đông thực sự bị xâm chiếm bởi cào cào. Cuộc xâm lược như vậy đã không được thấy trong nhiều thập kỷ. Phải ngăn cản anh thôi. Đó không phải là vấn đề của ta. Ta sẽ cử vài chuyên gia đến. Đúng. Hôm nay ngài trông hơi nhợt nhạt. Thần có thể đề nghị ngài thanh tẩy cơ thể bằng cách đi tắm bằng nước thuần khiết. Được, đó là một ý hay chứ. Ta rất vui. Bạn chỉ cần một bồn tắm thư giãn. Nó rất thư giãn đến mức bạn quên mất thời gian. Và hiện tại thì vương quốc của chúng ta đã tồn tại được 336 ngày rồi các bạn. Cái gì vậy? Có thể bạn thư giãn quá nhiều. Vì thế một tiếng sau khi bị đột quỵ, trong khi vẫn còn đang trong nước, bạn chết đuối. Có nghĩa là bây giờ chúng ta đã thua rồi đó các bạn. Video của mình đã khá dài nên mình sẽ xin kết thúc tại đây. Hẹn mọi người ở video tiếp theo. Peace.